chưa bao giờ nhìn thấy một con sư tử nào lì đồn như vậy. Nó đã bị con trâu rừng phản kháng thành công, húc nó te tua, nó hoàn toàn thua thế, nhưng nó quyết không bỏ cuộc. Nó giả vờ chết để con trâu rừng bớt hung hăng, rồi nó lại lao vào trâu rừng. Nó lại giả vờ chết. Thấy trâu rừng sơ ý, nó lại lao vào. Con trâu bỏ đi, nó dí theo trèo lên đầu trâu. Thật kinh điển. Con trâu đến sát đàn, có tiếp viện mà nó cũng không từ bỏ. Chưa bao giờ thấy một con sư tử nào lì đồn mà dai như đĩa thế này.